Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay Chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 4 Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 4 tập 2 Bài 100 Thì bài hôm nay là bài phân số bằng nhau Đầu tiên các em làm bài tập số 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm Câu A e Là phân số 3 phần 5 Bằng 3 x 2 Phần 5 x 2 ở đây chúng ta có tính chất cơ bản của phân số. Tính chất thứ nhất là nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không, thì sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho. Ở đây là phân số 3 phần 5. Các em đã nhân cả tử số và mẫu số với 2 để các em được phân số mới. Phân số mới có tử số là 3 x 2 bằng 6, mẫu số là 5 x 2 bằng 10. 6 phần 10 bằng 3 phần 5. Tiếp theo các em có phân số 1 phần 4 bằng 1 nhân mấy phần 4 nhân 5. Ở đây mẫu số là 4 nhân với 5. Như vậy tử số cũng phải nhân với 5. Để các em được phân số mới có tử số là 1 nhân 5 bằng 5. Mẫu số là 4 nhân 5 bằng 20. Như vậy các em có phân số 5 phần 20 bằng 1 phần 4. Tiếp theo các em có phân số 2 phần 7 bằng 2 nhân 3 phần 7 nhân mấy. Ở à, đây tử số là 2 nhân 3 thì mẫu số là 7 cũng phải nhân 3. Như vậy các em sẽ được một phân số mới có tử số là 2 nhân 3 bằng 6 và mẫu số là 7 nhân 3 bằng 21. Như vậy phân số 2 x 7 đã nhân cả tử số và mẫu số với 3 thì được phân số 6 x 21 bằng phân số 2 x 7. Tiếp tục em có phần số 8 phần 3 Bằng 8 nhân mấy Phần 3 nhân mấy Và bằng 32 Phần mấy Ở đây phân số cuối cùng có tử số là 32 32 lớn hơn 8 chứng tỏ 8 đã nhân với số nào để được kết quả bằng 32 Muốn biết 8 nhân mấy bằng 32 Các em lấy 32 Chia 8 bằng 4 chứng tỏ tử số là 8 đã nhân với 4. Tử số nhân 4 thì mẫu số là 3 cũng phải nhân với 4. 8 x 4 bằng 32, 3 x 4 bằng 12. Như vậy phân số 8 phần 3 đã nhân cả tử số và mẫu số với 4 để được phân số mới là phân số 32 phần 12 bằng phân số 8 phần 3. Tiếp theo các em có phân số 9 phần 12. Các em lấy 9 chia 3 và 12 chia 3. Tức là các em đã chia cả tử số và mẫu số của phân số 9 phần 12 cho 3. Thì các em được một phân số mới có tử số là 9 chia 3 bằng 3, mẫu số là 12 chia 3 bằng 4. Phân số 3 phần 4 bằng phân số 9 phần 12. Thì tính chất thứ hai của phân số đó là nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không thì sau khi chia ta sẽ được một phân số bằng phân số đã cho. Tức là sau khi chia, các em được phân số 3 phần 4 bằng phân số 9 phần 12. Tiếp theo các em có phân số 21 phần 14 bằng 21 chia mấy phần 14 chia 7. Ở đây tử số là 21 chia mấy, mẫu số là 14 chia 7. Mẫu số chia 7 thì tử số cũng phải chia cho 7. Như vậy các em được một phân số mới có tử số là 21 chia 7 bằng 3. Mẫu số là 14 chia 7 bằng 2. 3 phần 2 bằng 21 phần 14. Như vậy phân số 21 phần 14 các em đã chia cả tử số và mẫu số cho 7. Thì sau khi chia các em được phân số là 3 phần 2 bằng 21 phần 14. Tiếp theo các em có phân số 25 phần 35. Bằng 25 chia mấy? phần 35 chia 5. Ở đây mẫu số là 35 chia 5 thì tử số cũng phải chia cho 5, tức là 25 chia 5. Và các em được phân số mới có tử số là 25 chia 5 bằng 5. Mẫu số là 35 chia 5 bằng 7. 5 phần 7 bằng 25 phần 35. Tiếp theo các em có phân số 56 phần 24 bằng 56 chia 8 phần 24 chia mấy. Ở đây tử số là 56 chia 8 thì mẫu số là 24 cũng phải chia 8. Và các em được phân số mới có tử số là 56 chia 8 bằng bằng 7. Mẫu số là 24 chia 8 bằng bằng 3. Như vậy 7/3 bằng 56 phần 24. Tiếp tục các em sang câu B. 2 phần 5 bằng mấy phần 10? Muốn biết 2 phần 5 bằng mấy phần 10? Ở đây Phân số thứ hai, tử số chưa biết, chỉ biết mẫu số là 10. 10 lớn hơn 5, chứng tỏ là 5 đã nhân với số nào để được kết quả bằng 10. Muốn biết 5 nhân với số nào để được kết quả bằng 10. Các em lấy 10 chia 5 bằng 2. Chứng tỏ 5 đã nhân với 2 bằng 10. 5 nhân 2, mẫu số nhân 2 thì tử số là 2 cũng phải nhân với 2. Các em lấy 2 nhân 2 bằng 4. Như vậy ở đây các em có tử số của phân số thứ hai là 4. 2 phần 5 bằng 4 phần 10. Tiếp theo là 12 phần 30 bằng mấy phần 10. Ở đây phân số thứ hai tử số chưa biết. Mẫu số là 10. 30 lớn hơn 10. Chứng tỏ 30 đã chia cho một số nào đó để được kết quả bằng 10. Muốn biết 30 chia mấy bằng 10. Các em lấy 30 chia 10 bằng 3. Như vậy chứng tỏ 30 đã chia cho 3 để được kết quả bằng 10. Mẫu số chia cho 3 thì chứng tỏ là tử số cũng phải chia cho 3. Tử số là 12 chia 3 bằng 4. Như vậy ở đây các em có tử số của phân số thứ hai là 4. Như vậy chúng ta có phân số 12 phần 30 bằng 4 phần 10. Tiếp theo là 72 phần 45 bằng 8 phần mấy. Phân số thứ hai tử số đó là 8, mẫu số chưa biết. Ở đây muốn tìm mẫu số. Thì các em sẽ làm như sau. Tử số là 72 lớn hơn 8. Chứng tỏ 72 đã chia cho một số nào đó để được kết quả bằng 8. Muốn biết 72 chia mấy bằng 8? Các em lấy 72 chia 8 bằng 9. Chứng tỏ 72 đã chia cho 9 để được kết quả bằng 8. Tử số chia 9 thì mẫu số là 45 cũng phải chia 9, 45 chia 9 bằng 5. Như vậy ở đây mẫu số của phân số thứ hai là 5. Sau đó các em sẽ có 72 phần 45 bằng 8 phần 5. Tiếp theo là phân số 1 phần 4 bằng 7 phần mấy. Ở đây chúng ta có phân số thứ hai có tử số là 7 lớn hơn tử số của phân số thứ nhất là 1. Chứng tỏ 1 đã nhân với mấy để bằng 7. Các em lấy 7 chia 1 bằng 7 Chứng tỏ 1 đã nhân với 7 Để được kết quả bằng 7 Tử số là 1 nhân với 7 Thì mẫu số là 4 cũng phải nhân với 7 Chúng ta có 4 x 7 bằng 28 Như vậy mẫu số của phân số thứ hai là 28 Tiếp tục các em sang bài tập số 2 Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm Câu E là 12 phần 20 Bằng 6 phần mấy? bằng 3 phần mấy? Ở à, đây các em chú ý đến phân số thứ hai có tử số là 6. Phân số thứ nhất có tử số là 12. 12 lớn hơn 6 chứng tỏ là 12 đã chia cho mấy để được kết quả bằng 6? Muốn biết 12 chia mấy bằng 6, các em lấy 12 chia 6 bằng 2. Chứng tỏ 12 đã chia cho 2 để được kết quả bằng 6. Tử số chia cho 2 thì mẫu số là 20 cũng phải chia cho 2. 20 chia 2 bằng 10, như vậy mẫu số của phân số thứ hai là 10. Tiếp theo, các em quan sát phân số thứ ba có tử số là 3. Phân số thứ hai có tử số là 6, phân số thứ ba có tử số là 3. 6 lớn hơn 3, chứng tỏ 6 đã chia cho mấy để được kết quả bằng 3? Muốn biết 6 chia mấy bằng 3, các em lấy 6 chia 3. 6 chia 3 bằng 2, chứng tỏ 6 đã chia cho 2 để được kết quả bằng 3. Thứ số chia cho 2 thì mẫu số là 10 cũng phải chia cho 2. Em lấy 10 chia 2 bằng 5. Như vậy mẫu số của phân số thứ 3 là 5. Tiếp theo em sang câu B. Phân số 2 phần 5 bằng mấy phần 10? Bằng mấy phần 15? Và bằng mấy phần 20? Ở đây em quan sát phân số thứ hai có mẫu số là 10. Phân số thứ nhất có mẫu số là 5. 10 lớn hơn 5, chứng tỏ 5 đã nhân với số nào đó để được kết quả bằng 10. Muốn biết 5 nhân mấy bằng 10? Các em lấy 10 chia 5 bằng 2, chứng tỏ 5 nhân với 2 bằng 10. Mẫu số nhân với 2 thì tử số là 2, cũng phải nhân với 2. 2 nhân 2 bằng 4. Như vậy tử số của phân số thứ hai là 4. Tiếp theo, các em xét phân số thứ ba. Phân số thứ ba có mẫu số là 15. 15 không chia hết cho 10. Như vậy các em phải so sánh với phân số thứ nhất. Ở đây mẫu số của phân số thứ nhất là 5, mẫu số của phân số thứ ba là 15. 15 lớn hơn 5, chứng tỏ 5 đã nhân với một số nào đó để được kết quả bằng 15. Muốn biết 5 nhân mấy bằng 15, các em lấy 15 chia 5 bằng 3, chứng tỏ Mẫu số là 5 đã nhân với 3 để được kết quả bằng 15. Mẫu số nhân 3 thì tử số là 2 cũng phải nhân với 3. Các em lấy 2 nhân 3 bằng 6. Như vậy tử số của phân số thứ 3 bằng 6. Tiếp theo các em xét phân số thứ tư có mẫu số là 20. 20 không chia hết cho 15. 20 chia hết cho 10 và 20 chia hết cho 5. Ở đây các em chọn phân số thứ nhất hoặc phân số thứ hai để các em tìm ra tử số của phân số thứ tư. Cụ thể ở đây chúng ta chọn phân số thứ nhất là phân số 2 phần 5 để các em tìm ra tử số của phân số thứ tư. Ở đây chúng ta có 20 lớn hơn 5 chứng tỏ 5 đã nhân với một số nào đó để được kết quả bằng 20. Muốn biết 5 nhân mấy bằng 20, các em lấy 20 chia 5 bằng 4. Như vậy mẫu số nhân 4 bằng 20 thì tử số là 2 cũng phải nhân với 4. Các em lấy 2 nhân 4 bằng 8. Như vậy tử số của phân số thứ tư là 8. Tiếp tục các em sang câu C. 24 phần 36 bằng 8 phần mấy bằng 2 phần mấy. Ở đây các em xét phân số thứ hai có tử số là 8. 8 bé hơn 24. Chứng tỏ 24 đã chia cho mấy để được kết quả bằng 8? Muốn biết 24 chia mấy bằng 8, các em lấy 24 chia 8 bằng 3. Như vậy, chứng tỏ 24 đã chia cho 3 để được kết quả bằng 8. Tử số chia cho 3 thì mẫu số là 36 cũng phải chia cho 3. Các em lấy 36 chia 3 bằng 12. Như vậy mẫu số của phân số thứ hai là 12. Tiếp tục các em xét phân số thứ ba. Phân số thứ ba có tử số là 2. Phân số thứ hai có tử số là 8. 8 lớn hơn 2, chứng tỏ 8 đã chia cho một số nào đó để được kết quả bằng 2. Các em lấy 8 chia 2 bằng 4, chứng tỏ 8 đã chia cho 4 để được kết quả bằng 2. Tử số chia 4 thì mẫu số là 12 cũng phải chia cho 4. Các em lấy 12 chia 4 bằng 3. Như vậy các em có mẫu số của phân số thứ 3 bằng 3. Tiếp theo các em sang câu D. Chúng ta có phân số 3 phần 4. Bằng mấy phần 12. Bằng mấy phần 16. Và bằng mấy phần mấy phần 20. Đầu tiên các em tìm tử số của phân số thứ hai Mẫu số của phân số thứ nhất là 4. Mẫu số của phân số thứ hai là 12. 12 lớn hơn 4. Thì các em lấy 4, các em lấy 12 chia 4 bằng 3. Chứng tỏ là 4 nhân với 3 bằng 12. Mẫu số nhân 3 thì tử số cũng phải nhân với 3. Các em lấy 3 nhân 3 bằng 9. Như vậy tử số của phân số thứ hai là 9. Tiếp tục các em xét phân số thứ ba có mẫu số là 16. Ở đây 16 chia 4 bằng 4. Chứng tỏ là 4 đã nhân với 4 bằng 16. Mẫu số nhân 4 thì tử số là 3 cũng phải nhân với 4. 3 nhân 4 bằng 12. Như vậy, tử số của phân số thứ 3 là bằng 12. Tiếp theo các em tìm tử số của phân số thứ 4. Phân số thứ 4 có mẫu số là 20. 20 chia 4 bằng 5. Chứng tỏ là 4 nhân 5 bằng 20. Mẫu số nhân 5 thì tử số là 3 cũng phải nhân với 5. Các em lấy 3 nhân 5 bằng 15. Như vậy tử số của phân số thứ 4 là 15. Tiếp tục các em sang bài tập số 3, chuyển thành phép chia với các số bé hơn theo mẫu. Cụ thể là các em có mẫu như sau. 60 chia 20. Thì các em chia cả số bị chia và số chia cho 10. Thì chúng ta có số bị chia là 60 chia 10 và số chia là 20 chia 10. 60 chia 10 bằng 6. 20 chia 10 bằng 2. Và cuối cùng các em có phép chia là 6 chia 2 bằng 3 theo mẫu các em làm câu E 75 chia 25 ở đây số bị chia là 75 chia cho mấy biết rằng số chia là 25 chia 5 số chia là 25 chia 5 thì số bị chia là 75 cũng phải chia cho 5 75 chia 5 bằng 15 25 chia 5 bằng, bằng 5 và cuối cùng các em có phép chia là 15 chia 5 bằng 3 tiếp theo các em sang câu B 90 chia 18 bằng 90 chia mấy chia cho 18 chia 9 ở đây số chia chia cho 9 số bị chia cũng phải chia cho 9 tức là 90 chia 9 90 chia 9 bằng 10 18 chia 9 bằng 2 và cuối cùng các em có phép chia là 10 chia 2 bằng 5 thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.